một gia tộc hùng mạnh bị quân đội Nhật chiếm đoạt phục vụ chiến tranh. Chúng tôi hy vọng là có thể giữ vững quan hệ tốt đẹp với Mạnh gia. Nếu đã muốn hữu hảo thì ông phải làm sao để người ta không coi ông là cướp chứ. Nếu chúng tôi muốn hợp tác với người Nhật để đi buôn bán nha phiến, vậy thì Mạnh gia này chuẩn bị chết là vừa. Giết không được lại đến làm thông gia. Ông ta đúng thật là lợi hại. Liệu thiếu gia họ Mạnh sẽ phải đối đầu với quân đội Nhật như thế nào để bảo vệ gia tộc và tổ quốc? Mạnh Bạo chính là treo tảng đá vào cổ rồi quăng xuống sông Hoàng Phú. Mau bỏ súng xuống. Yên Quán và Sòng Bạc, Mạnh gia đều có thể cho ông hết. Nhưng mà tôi không thể làm hán gian. Đây là ranh giới của tôi. Mã Khuê là người đã phản bội Mạnh gia. Các người lái xe đâm vào tôi là muốn cho tôi chết phải không? Cậu sẽ chuẩn bị giấy tờ. Trong hôn lễ sẽ đích thân đưa cho cháu. Đồ sắt nặng, đồ sắt nặng. Đẹp không con? Tôi đã bỏ thuốc vào thức ăn. Sống đến bây giờ đã là thọ lắm rồi. Đón xem bộ phim Gia tộc Họ Mạnh phát sóng vào lúc 11 giờ 55 phút bắt đầu từ ngày 21 tháng 11 năm 2017 trên kênh NTV.